Hello, hello. xin chào các bạn đã đến với Thuận capital ngày hôm nay ngày hôm nay là tối ngày thứ ba tại hoa kỳ ở việt nam các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi à, và các bạn đã nhìn thấy trên màn hình đây là tổng kết à, của kết quả của những chứng khoán lớn ngày hôm nay ở hoa kỳ thì chúng ta thấy được là có một điểm chung là một màu đỏ và hôm nay chúng ta có rất nhiều thông tin không muốn chia sẻ với các bạn và chúng ta sẽ nhìn thấy được là những chứng khoán này là màu đỏ và ngay cả những chỉ số lớn của màu đỏ luôn chúng ta có thể nhìn thấy được là chỉ số dow jones ngày hôm nay

74 điểm và hai cái chỉ số lớn còn lại cũng xuống rất là nhiều luôn. Chúng ta có S&P 500 xuống phần 53 và Nasdaq xuống 1.25% các bạn. Pre-market hiện bây giờ nhìn hợp trong tương lai đó bây giờ thì vẫn đang đỏ một chút các bạn. Nói chung đó thì hôm nay chúng ta có một cái tin tức lớn đến từ Fed. Các bạn có thể nhớ là trong tuần này chúng ta có sự kiện là Fed sẽ đến quốc hội để mà dự buổi điều trần một năm hai lần và hôm nay đã Fed đã dự cái buổi điều trần ở thượng viện các bạn và ngày mai Fed sẽ dự buổi điều trần ở Hạ Viện và chúng ta cũng thấy kết quả rồi kết quả đó là chứng khoán Hoa Kỳ rất là đỏ chúng ta nhìn được là hôm nay đó nếu nói tới vàng thì vàng hôm nay cũng đỏ luôn các bạn xuống 0.31% hợp đồng dầu đó thì hôm nay đã xuống một chút các bạn các bạn đã nhớ là hợp đồng dầu ngày hôm qua là khoảng 80 đô hôm nay xuống một chút khoảng chừng là 77 đô còn về crypto đó thì chúng ta đã thấy được là hôm nay cũng đi xuống nhẹ một chút à, nếu như chúng ta so sánh cái phần trăm đi xuống đó thì cũng cỡ như là những cái chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ là 1.7% cho BTC Nhưng mà sự khác biệt ở đây đó là các bạn thấy được là Đối với lại thị trường crypto này Giảm 1.7% là một trong những ngày rất bình thường trong thị trường này Nhưng mà nếu chúng ta thấy được là những chỉ số lớn ở Hoa Kỳ Giống như là chỉ số Dow Jones mà giảm 172% Là một ngày rất là tài Tại vì một năm đó có lên có xuống Nhưng mà một năm thường đó thì kết quả của những chỉ số lớn ở Hoa Kỳ Là lên xuống khoảng chừng 10% mà thôi Cho nên một ngày mà lên xuống 1-2% Là con số coi như là cao đối với những cái chỉ số này đối với crypto đó hôm nay cũng có một cái sự điều chỉnh đi xuống các bạn. Các bạn thấy được là giá của BTC thì hôm nay lúc mà buổi điều chỉnh của Fed xảy ra đó thì chúng ta đã thấy được là giá đã có lúc đi xuống tới mức là 21.900 đô trước khi mà có một cái sự hậu phục trở lại và giữ trên 22.000 đô. Những đồng khác đó thì phần lớn cũng đi xuống như là BTC các bạn. À, chúng ta có một đồng mà đi xuống nhiều hơn những đồng còn lại trong top 10 này đó chính là OKB. À, đồng này đã xuống 9.5% và trong cái thớp 100 này đó thì uh, chúng ta thật ra cũng không có đồng nào gọi là tăng nhiều ngoài trừ một đồng đó chính là Access Protocol thì uh, Access Protocol là một đồng mà thường cũng mới tìm hiểu đến mà thôi các bạn thường thì không có đầu tư đồng này nhưng mà nào mà hiểu thêm thì, thì comment bên dưới nhưng mà các bạn đã biết là trong thị trường crypto này chúng ta có rất nhiều những cái trend và một trong những cái trend mà nhiều bạn quen thuộc đó chính là Play to Earn các bạn chơi game hay là chơi cái gì đó để có thể kiếm được tiền, kiếm được crypto hay là Step to Earn hay là Workout to Earn các bạn có thể tập thể dục để kiếm được tiền. Bây giờ chúng ta có một trend mới đó, đó chính là read to earn, nghĩa là các bạn đọc để kiếm tiền. À, và đây chính là cái sự kiện liên quan tới cái đồng uh, asset protocol các bạn đồng ECS. Hôm nay chúng ta có một cái đợt airdrop là khoảng chừng 20.000 token ECS này đại diện cho khoảng chừng là 2% của tổng cái số lượng token ECS dựa theo bài viết này đến từ CoinDesk. À, và đây là một trong uh, những cái dự án Mà các bạn có thể uh, lấy cái đồng ECS này Rồi các bạn có thể lóc lại hay là stake Với lại những cái uh, trang web lớn Như là CoinGecko hay là The blog uh, Để các bạn có thể đọc những cái bài viết Mà thường các bạn là phải uh, trả tiền hàng tháng để đọc Thì các bạn có thể đọc free nếu như các bạn uh, Lóc lại cái đồng này stake trong mạng lưới của họ Thì uh, đây là gì mà thường hiểu uh, Dẫn đến là các bạn thì được chúng ta có một sự tăng trưởng 126% uh, cho token này ngày hôm nay Nhưng mà ngoại trừ đồng này ra thì các bạn thấy được là cái tình hình chung của thị trường crypto đó là hôm nay đỏ một chút các bạn cho hầu hết tất cả các đồng đỏ nhất ngày hôm nay đó chúng ta có đồng stacks là xuống 11% phần kế đó là okb thường dự chia sẻ với các bạn sau đó chúng ta có hai đồng xuống khoảng 8% đó chính là singularity.net và synthetic network và tổng số vốn hóa ngày hôm nay xuống 1.3% phần trăm nói chung hôm nay không phải là một ngày tốt các bạn nhìn vào bất cứ thị trường nào cũng giống như vậy Toàn là đi xuống thôi các bạn, một ngày toàn màu đỏ Tại vì à, chúng ta có một cái sự kiện liên quan đến Fed các bạn Và Fed đã đến Quốc hội Hoa Kỳ và đã nói về ngày hôm nay ở Thượng viện. À, và ngày hôm nay đó thì lúc mà xảy ra cái uh, cuộc họp uh, này thì thùng cũng bận làm việc công ty và hôm nay công ty thì cũng khá là bận các bạn thùng làm việc uh, tới giờ này mới có thể có thời gian để mà chia sẻ những thông tin với các bạn trong thời gian đó thùng cũng cố gắng chia sẻ một số những cái uh, thông tin ở bận nhưng mà hôm nay thùng sẽ dành thời gian nhiều hơn để chia sẻ một số những cái điểm chi tiết liên quan tới cái buổi điều trần này nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lợi tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư thì nói tới cái buổi điều trần này nó cũng rất là dài các bạn gần như là hai tiếng đồng hồ thuận cũng dành thời gian gần như hai tiếng để mà xem vừa làm vừa xem của buổi điều trần này cho nên thuận cũng ít nhiều gì nắm bắt được rất là nhiều điều được nói đến thật ra có một số điều trên buổi điều trần này chúng ta cũng thật sự không có cần phải quan tâm nhiều tìm nó không liên quan trực tiếp à, với những gì mà chúng ta quan tâm hàng ngày trong thị trường à, tài chính chúng ta có những cái à, quan điểm liên quan tới à, cái quan điểm của Fed về à, những cái chiến lược tài chính để mà bảo vệ môi trường như thế nào thực ra cái đó cũng không phải là cái mà chúng ta quan tâm nhiều hiện bây giờ hay là cái quan điểm của Fed về nợ trần thì ra sao thường nên thì những câu hỏi đó Fed sẽ không có trả lời được các bạn tại vì cũng không có phải là những gì mà ông ta có thể quản lý được cho nên ông ta cũng không có trả lời chi tiết những câu hỏi đó nhưng mà rất rõ ràng là trong cái buổi điều trần này đó, trong hai tiếng này thì có ba điều được lập lập lại các bạn điều thứ nhất đó chính là liên quan tới lãi suất chiến lược lãi suất của Fed từ năm ngoái tới năm nay đó thì đã có kết quả gì và tại sao là lựa chọn chiến lược đó điều thứ nhì được nói tới rất nhiều đó chính là thất nghiệp tại Hoa Kỳ tại sao mà Fed cứ muốn tiếp tục đi con đường này cho dù biết là thất nghiệp có thể sẽ tăng lên và khi mà thất nghiệp tăng lên rồi đó thì Fed sẽ có chiến lược gì để quản lý không cho thất nghiệp tiếp tục tăng nữa nếu như đã tăng tới cái mức cần thiết rồi đó là điều thứ nhì điều thứ ba đó có thể các bạn rất rất là bất ngờ một trong những điều mà được nói rất nhiều uh, trong ngày hôm nay đó chính là liên quan tới crypto và đặc biệt là liên quan tới stablecoin các bạn ổn định thì nói tới đây đó Thuận muốn dành thời gian uh, để mà chia sẻ cái thông điệp chung liên quan tới những cái quyết định của fed các bạn thì nói chung đó, fed uh, đã có một cái giọng điệu khác so với lại đầu tháng 2. Chúng ta nhớ là đầu tháng 2 đó thì giọng điệu của chủ tịch John Powell lúc đó đã à, có một giọng điệu ôn hòa hơn hay là nhiều hâu hơn nhưng mà hôm nay đây giọng điệu của ta đã thay đổi gần như là 180 độ các bạn. À, giọng điệu hôm nay đã nhiều hâu hơn rất là nhiều. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục nói tới một số những thông tin đã bật ngày hôm nay đó thì trong video này chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sàn giao dịch CoinEx. Đây là một cái sàn giao dịch tiền điện tử thành lập vào năm 2017 mà thường cũng đã giới thiệu trong nhiều video trước. Và nhân dịp ngày lễ phụ nữ 8 tháng 3 thì CoinEx muốn gửi đến các bạn hai chương trình như sau. Chương trình 1, chương trình thứ nhất đó là chương trình diễn ra trên Facebook và Twitter. Cùng CoinEx chúc mừng ngày phụ nữ 8 tháng 3 chia sẻ phần thưởng 2.000 token CAT. Thời gian là ngày 7 tháng 3 cho đến ngày 14 tháng 3 yêu cầu là chia sẻ ảnh bài văn để chúc mừng người phụ nữ bạn yêu nhất. Con sẽ tặng cho 20 người may mắn, mỗi người là 100 token CAT. Và các bạn có thể theo những bước như sau. Thứ nhất là theo dõi tài khoản của Con Việt Nam trên Facebook và Twitter. Thứ hai là like bài đăng chương trình. Thứ ba là các bạn add vào năm bạn bè. Và thứ tư để lại like ảnh bài văn trong comment kèm cái hashtag như yêu cầu. Còn chương trình thứ hai đó, chương trình này sẽ diễn ra trên nền tảng TikTok cùng với X chúc mừng ngày phụ nữ 8 tháng 3 quay video TikTok để chia phần thưởng 10.000 token CT thời gian là ngày 7 tháng 3 cho đến ngày 20 tháng 3. Bạn nghĩ đâu là sự khác biệt giữa nam và nữ khi mà tham gia đầu tư vào blockchain? Các bạn có thể quay một video nói về chủ đề này để tham gia sự kiện. Yêu cầu của video, thứ nhất là tiêu đề có chứa cùng CoinX, chúc mừng ngày phụ nữ. Thứ hai là logo CoinX được xuất hiện ít nhất là 3 lần trong video. Thứ ba là gắn hashtag như là yêu cầu. Và cuối cùng nội dung video phải là tiếng Việt. Phần thưởng đó thì chúng ta có một giải nhất tổng cộng là 4.000 token CET. hai giải nhì à, là 1.000 CET mỗi một bạn. ba giải ba là 800 CET mỗi một bạn. Và chúng ta cũng có giải khuyến khích là cho 8 người mỗi bạn là 200 CET. Và cũng có một số lưu ý quan trọng Các bạn có thể xem chi tiết tại bài đăng của CoinX Các bạn cũng có thể theo dõi thông tin và cập nhật các chương trình khác từ CoinX Khi mà tham gia đó thì các bạn nhớ điền form để CoinX xét duyệt Như thường lệ các thông tin liên quan sẽ có chi tiết trong cái link phần mô tả bên dưới này Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay CoinX Chúng ta bây giờ hãy trở lại để tiếp tục chia sẻ thêm một số những thông tin bật ngày hôm nay và mới mở đầu thôi đó thì Fed đã đưa ra một lời cảnh báo là lãi suất có thể sẽ tăng cao hơn so với dự kiến nếu như toàn bộ dữ liệu chỉ ra rằng cần phải thắt chặt hơn vì chúng tôi sẽ sẵn sàng tăng tốc độ tăng lãi suất nghĩa là chúng ta cần phải chờ thêm hai thông tin một thông tin tuần này một thông tin tuần sau trước khi mà Fed họp vào ngày 22 hai tây tháng 3 này đó chính là tuần này chúng sẽ có cái phần trăm tỷ lệ thất nghiệp và tuần sau chúng ta có chỉ số lạm phát CPI khi mà có hai cái chỉ số này rồi đó thì Fed sẽ ra có quyết định và nếu như mà hai chỉ số này không có như là mong muốn giống như chúng ta thấy được là thất nghiệp vẫn rất thấp mà trong khi đó là CPI đây cho thấy lạm phát đã trở lại thì các bạn đã thấy rồi Fed đã đưa cảnh báo là sẽ tăng cao hơn nghĩa là cái con số cao nhất của lãi suất có thể, thể được nâng lên và có thể là sẽ tăng với tốc độ nhanh hơn có nghĩa là gì có nghĩa là thay vì là tăng 0.25 có thể là tăng 0.5 vân vân cho nên dẫn đến là rất là nhiều người lo lắng các bạn mới đầu vô thôi đã có cái lợi phẩm như vậy dẫn đến thị trường rất là đỏ luôn. Và thêm vào đó chúng ta thấy được là nó gây ra một cái sự hỗn loạn trên thị trường ngày hôm nay tại vì uh, chúng ta được là trong vòng 2 tháng qua thì hầu như thị trường cũng đã ổn định hơn một chút. Uh, ít nhiều gì thì sau cuộc họp hồi tháng 2 đó mọi người cũng đã nghĩ là họ biết được chiến lược dài hạn như thế nào cho nên họ sẽ có uh, những cái chiến lược riêng của họ đi theo chiến lược của Fed để cho họ có thể tiếp tục phát triển nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã thấy được là Fed lại có một cái sự quay đầu như vậy khiến cho thị trường rất là hỗn loạn đến nỗi mà chúng ta thấy được là ngày hôm nay đó công trái phiếu 2 năm ở Hoa Kỳ lãi suất công trái phiếu 2 năm đã qua khỏi cái mức là 5% rồi các bạn đây là cái lần đầu tiên chúng ta thấy sự kiện này từ năm 2007 Chúng ta cũng có thể thấy trên màn hình công trái phiếu lãi suất của Hoa Kỳ mấy ngày hôm nay à, thì cũng ở cái mức là khoảng 4.8, 4.9 các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi mà Fed chia sẻ mở đầu những lời nói thường vừa nói với các bạn thì à, lãi suất công trái phiếu đã lên tới 5.072%. Điều này có nghĩa là gì? Các bạn tại sao cần phải quan tâm đến? Tại vì đây là một trong những dấu hiệu thường đó nó sẽ xảy ra trước khi chúng ta có một cái đợt suy thoái tài chính hay là khủng hoảng kinh tế có nghĩa là mọi người bây giờ một lần nữa lại cực kỳ lo lắng về Fed sẽ tiếp tục mạnh tay hơn và sẽ dẫn đến khủng hoảng tài chính và các bạn cũng có thể thấy được là một chúng tài liệu chúng ta theo dõi thường xuyên đó chính là cái tài liệu liên quan đến hợp đồng tương lai của CME. Các bạn đã thấy được có một cái sự thay đổi 180 độ rồi. Chúng ta thấy được là 74.9% hợp đồng hiện bây giờ là đang nghiêng về là Fed sẽ tăng 0.5%. Trong cuộc họp ngày 22 tháng 3 này chỉ có 25.1%, là nhiên giờ là Fed uh, tăng 0.25 mà thôi. Đã hoàn toàn ngược lại rồi, các bạn thấy được mọi người đã bearish hơn và phân lỡ nghĩ là Fed đợt này sẽ tăng 0.5 chứ không phải là 0.25. Nói chung thì ngày hôm nay đó Fed cũng chia sẻ những gì mà chúng ta cũng đã nghe nói nhiều lần trước đây rồi, chỉ là cái giọng điệu nó hockey hơn cái giọng điều nó đã nhiều hầu hơn khiến cho mọi người cực kỳ lo lắng và để thường chích ra ba cái đoạn ngắn à, trong cái à, buổi điều trần ngày hôm nay tôi nghĩ là thông qua ba đoạn ngắn này các bạn ít nhiều gì cũng nắm được à, ngày hôm nay đã tình hình ra sao thì trong cái buổi điều trần này ở thượng viện thì à, mỗi một nghị sĩ sẽ có thời gian khoảng chừng là 5 phút để mà đưa ra cái suy nghĩ của mình cộng với lại hỏi phép một hai câu hỏi gì đó và đây là cái câu hỏi đến từ à, thượng nghị sĩ Haugendi. Where do you see the terminal Fed funds rate landing in this cycle? So, we, we last wrote down our uh, our assessments, individual assessments of that in, in December, and, and I think the median range was basically people were clustered between five and five and a half. We're going to write down those again uh, as part of them. We do it four times a year. We'll do it around the March meeting, which is on the 21st and 22nd of March. And uh, as I indicated uh, in my testimony, I think that the, the the data we've seen so far and we still have other data to see we yeah. still have significant data to see before the meeting suggests that that the the ultimate rate that we write down will may well be higher than what we wrote down in december got it Thì cái mà Fed nói đây là trong cái cuộc họp hồi tháng 12 thì lúc đó mọi người cũng đã đưa ra một cái nhận định, mọi người đây có nghĩa là những quan chức của Fed nhận định là cái mức cao nhất lãi suất là bao nhiêu thì cái mức trung bình của tất cả quan chức của Fed lúc đó là từ 5 cho đến 5.5% là cái mức cao nhất các bạn cũng đã biết là hiện bây giờ là Super Fed là mức là khoảng 4.5 tới 4.75 à, thì nếu như mà tăng như là đã nói trước đây đó thì sẽ tăng thêm khoảng chừng là 1, 2 hay là 3 lần maximum nữa là coi như đến đỉnh rồi nhưng mà các bạn đã vừa thấy đó là chủ tịch John Powell đã nói là trong cái cuộc họp tháng 3 này à, họ lại sẽ đưa ra một nhận định mới nữa và các bạn đã thấy chủ tịch John Powell À, cũng đã coi như muốn cho một cái sự chuẩn bị trước đó là khả năng là chúng ta có thể thấy là cây nhận định lãi suất cao nhất đến từ nhiều quan chức đợt này sẽ cao hơn đợt trước có nghĩa là chúng ta sẽ không ngừng lại khả năng là trong phạm vi 5 tới 5.5 trước đây có thể là ngừng lại cái mức cao hơn và đây là một trong những gì mà tôi nghĩ là nhiều nhà đầu tư đã không có cái sự chuẩn bị trước và các bạn cũng đã thấy là chủ tịch John Powell rất là quan tâm đến hai chỉ số trước khi mà có cái cuộc họp ngày 22 tháng 3 này như Thần vừa chia sẻ với các bạn thứ nhất đó chính là liên quan tới phần trăm thất nghiệp thứ hai là chỉ số cpi tuần sau và không phải ai trong cái buổi điều trần này cũng muốn Fed tiếp tục tăng đầu thật ra chúng ta có rất nhiều những nghị sĩ phản đối việc là Fed uh, tiếp tục tăng lãi suất tại vì họ nghĩ là tiếp tục tăng lãi suất sẽ có phản ngược và tăng lãi suất tới bây giờ đã cũng chưa thực sự là thấy có nhiều cái tiến triển tốt cho nên họ không muốn chủ tịch Fed tiếp tục tăng nữa uh, và các bạn sẽ thấy được là một trong những cái giây phút mà sôi so động ngày hôm nay đó chính là cái lời nói qua lại giữa chủ tịch John Powell với lại Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren bà ta không muốn phép tiếp tục tăng nữa và bà ta cũng gây khá nhiều áp lực cho phép các bạn rất nhiều nghị sĩ không muốn phép tiếp tục tăng lãi suất có thể là họ vì người dân họ không muốn có thêm người thất nghiệp nữa nhưng mà cũng có thể là họ vì bản thân của họ tại vì chúng ta cũng đã biết là những nghị sĩ này họ không có thích người ta thất nghiệp nhiều tại vì người thất nghiệp không có tốt cho con đường chính trị của họ cũng giống như là chúng ta thấy là năm sau à, là năm chúng ta lại sẽ tiếp tục xôn xao về cái à, bầu cử tổng thống cho nên à, có rất nhiều lý do khác nhau các bạn nhưng mà đây là một trong những giây phút mà rất là sôi so động để chia sẻ với các bạn. Rồi đây chính là thừa nghị sĩ Elizabeth Warren, một trong những người mà thần nghĩ trong thị trường crypto này chúng ta cũng đã quá quen thuộc rồi. Bà ta là một trong những người rất ghét crypto, nhưng mà lần này thì bà ta không nói đến crypto, bà ta cũng không có nói đến stablecoin mà bà ta nói tới việc là Fed tăng lãi suất là một điều là hoàn toàn sai lầm. Uh, thank you Mr. Chairman. So the Fed has raised interest rates 8 times over the last year in what has been the most extreme rate hike cycle in 40 years. Mở đầu thì Elizabeth nói là Fed đã tăng lãi suất từ năm ngoái tới năm nay đã 8 lần rồi. Đây là một trong những lần tăng lãi suất cực kỳ nhanh và cực kỳ kinh khủng trong vòng 40 năm vừa qua. The Fed's goal is to slow inflation and your and Chúng ta thấy là Liz Warren đã bắt đầu tấn công Chủ John Powell rồi với những cái câu nói như là cái nhiệm vụ của Fed đó chính là quản lý phần trăm lạm phát và cái công cụ duy nhất mà Fed có đó chính là lãi suất. Fed dùng lãi suất để làm chậm nền kinh tế. với mong muốn là người ta thất nghiệp So far, you haven't tipped the economy into recession, but you haven't brought inflation entirely under control either. Và cho đến thời điểm bây giờ đó thì tuy là vẫn chưa có đi vào suy thoái nhưng mà cũng đừng có quên là cái mặt bên kia the cho John Powell cũng chưa có thể quản lý được phần trăm lạm phát. And maybe the reason for that is that other things are also keeping prices high, things you can't fix with high interest rates, Things like price gouging and supply chain kinks and war in Ukraine. Và ông có thể nghĩ là có khả năng là lý do tại sao mà phần trăm lạm phát tới bây giờ vẫn chưa được quản lý tại vì có rất nhiều yếu tố bình thường đến lạm phát mà Fed không thể nào giải quyết bằng cách ta tăng lãi suất được. Những thứ như là chúng ta nói đến là chiến tranh ở Ukraine, chúng ta nói tới là những cái công ty họ lợi dụng những mặt hàng mà không có nhiều nguồn cung để mà họ tăng giá lên để trục lợi hay là lý do tại sao lạm phát tăng cao đó chính là cây chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn chưa có được hồi phục. Những điều đó không có thể dùng lãi suất để mà giải quyết được. Nhưng mà ông vẫn cố chấp nói là cần phải tiếp tục tăng lãi suất. Cho nên bây giờ tôi muốn xem coi là sẽ đi đến đâu. In December, the Fed released its projections on the state of the economy under your monetary policy plan. According to the Fed's own report, if you continue raising interest rates as you plan, unemployment will be 4.6% by the end of the year. Và dựa theo cái báo cáo hồi tháng 12 của Fed thì nếu như mà Fed tiếp tục tăng lãi suất như là đã đưa ra cái ý định thì từ đây đến cuối năm đó, phần trăm thất nghiệp sẽ tăng lên tới là 4.6%. More than a full point higher than it is today. Có nghĩa là sẽ tăng 1% so với lại cái phần trăm hiện bây giờ. Do you know how many people who are currently working, going about their lives, will lose their jobs? Thì bây giờ tôi mới hỏi là nếu như mà đi theo cái chiến lược của Fed thì từ đó tới cuối năm phần trăm thất nghiệp sẽ tăng thêm một phần trăm thì một phần trăm đó tôi muốn hỏi là Fed có biết là bao nhiêu người dân Mỹ hay là không những người dân Mỹ hiện bây giờ mà họ đang làm việc have tôi không có cái thông tin đó trên mặt tôi hiện bây giờ nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái hiệu ứng mà chúng ta cần phải chấp nhận. nhưng mà đây là nằm trong cái ước tính của cái văn bản của Fed nói là ước tính sẽ có 2 triệu người dân Mỹ sẽ bị thất nghiệp who would lose their jobs people who are working right now Những making money so chair pao if you could speak directly to the 2 million hard working people who have decent jobs today who you're planning to get fired over the next year what would you say to them how would you explain your view that they need to lose their jobs thì bây giờ chủ tịch chom pao tôi muốn hỏi ông là nếu ông đối đầu với hai triệu người này đối đầu trực tiếp với họ ông sẽ nói gì ông làm sao giải thích được Tại sao mà họ phải mất việc làm? Những người này đang đi làm hiện bây giờ, họ đi làm để họ kiếm tiền để mà nuôi bản thân gia đình thì ông sẽ nói gì với họ? Tại sao mà họ phải mất việc làm? I would explain to people more broadly that, that inflation is extremely high and it's hurting the working people of this country badly. Tôi sẽ nói với họ, không phải là họ mà tôi sẽ nói với tất cả mọi người là lạm phát hiện bây giờ ảnh hưởng tất cả mọi người rất là xấu. All of them not just two million of them, but all of them are suffering under high inflation, and we are taking the, the only measures we have to bring inflation down. Và phần trăm lạm phát tăng cao là cái vấn đề không phải là chỉ với hai triệu người mà với tất cả người dân và chúng tôi chỉ có thể dùng công cụ hiện có để có thể đẩy lùi lạm phát. And putting two million people out of work is just part of the cost, and they just have to bear it. Như vậy là ông nói là hai triệu người sẽ bị thất nghiệp À, đó là cái sự hy sinh cần phải có và những người này thì uh, họ phải gánh chịu. Tại vì coi như là họ không may mắn. Well, they, will, will five... <laughs> là Chủ tịch John Powell, uh, hình như đang nổi nóng đó các bạn thật ra. Chúng ta cũng đã xem nhiều cái cuộc họp báo với Chủ tịch John Powell Đây là lần đầu tiên thường cảm thấy Chủ tịch John Powell bị kích thích thường là những cái nhà báo cũng dùng những cái từ ngữ kích thích nhưng mà thường Chủ tịch John Powell thì rất là uh, calm các bạn nghĩa là rất là bình tĩnh trả lời nhưng mà đợt này đó hầu như là hơi mất bình tĩnh một chút và ông ta nói là nếu như tôi không làm gì hết thì hai triệu người đó có tốt hơn hay là không? Let me ask you about what happens if you do this. Since the end of World War II, there have been 12 times in which the unemployment rate has increased by 1 percentage point within 1 year. Và để tôi chia sẻ với ông một số những lịch sử từ chiến tranh thế giới thứ hai cho tới bây giờ đã, đã có 12 lần trong lịch sử mà phần trăm thất nghiệp tăng một phần trăm trong cái thời gian một năm exactly what you're to do right đó là điều, điều ông ta muốn How làm hiện bây giờ of those times did the US avoid into a và câu hỏi là ông nghĩ trong lịch sử 12 lần đó khi mà phần trăm thất nghiệp tăng một phần trăm trong thời gian một năm thì bao nhiêu lần chúng ta đã tránh khỏi mà không đi vào suy si thoái. You know it's, it's not as black and white as it, very, Just very at the Tôi nghĩ đó không có trắng đen như bà nói. Ellen yeah, no, no. Bryner's written a book on this công There've been 12 <cười> <cười> tấn công cho John Powell. times that we've seen a one point increase in the, in the unemployment rate in a year. That's exactly what your Fed report has put out as the projection and the plan based on how you're going to keep raising these interest rates. How many times did the economy fail to fall into a recession after doing that? Out of 12... Có thể là chúng ta không thích Elizabeth Warren, nhưng mà nếu như mà nói về uh, hạt thổi thì thường Elizabeth Warren là một trong những nghị sĩ À, cực kỳ có tiếng đó các bạn. Các bạn hãy được là cái cách hỏi của bà ta và cái cách nhấn mạnh lại, liên tục nhấn mạnh lại tại vì bà ta biết những người mà đang xem cái video này là những người dân của Hoa Kỳ và bà ta cũng nhấn mạnh lại là nên nhớ là trong lịch sử đã có 12 lần, 12 lần chúng ta có phần trăm thất nghiệp tăng 1% trong dòng thời gian 1 năm. Và đó là điều mà ông muốn làm lần thứ 13 này. Thì câu hỏi vẫn là trong 12 lần đó bao nhiêu lần chúng ta tránh khỏi suy thoái hay là công hoàng tài chính. 0. Và number... tôi nghĩ là không lần nào hết. Có nghĩa là chủ John Powell cũng đã hiểu bà ta muốn nói gì rồi. Bà ta muốn ép chủ John Powell nói là không có lần nào trong 12 lần đó chúng ta tránh khỏi suy si thoái hay là công hoàng tài chính hết và is... cái mặt đó không không có được vui lắm các bạn. Exactly right. so, bà ta đã lấy được những gì bà ta cần lấy. We've got 2 million people out of work. Can you stop it at 2 million people? Um, và câu hỏi kế tiếp đó là ông định khiến cho hai triệu người dân nữa sẽ bị thất nghiệp nhưng mà ông có chắc là hai triệu đó là đủ ông ta có chắc chắn là sẽ không có thêm người nào thất nghiệp và sẽ đạt được cái phần trăm lạm phát như mong muốn hay không Congress suggests that the Fed has a terrible track record of containing modest increases in the unemployment rate. Và để tôi nhắc lại là lịch sử của cục dự liên bang của Hoa Kỳ là một lịch sử rất là tệ về việc quản lý phần trăm thất nghiệp khi mà phần trăm thất nghiệp đã bắt đầu có xu hướng tăng. Once the economy starts shedding jobs, it's kind of like a runaway train. It is khi mà người dân thất nghiệp từ từ tăng lên thì nó giống như là một cái xe lửa mà bị đứt một đoạn các bạn thì khi mà đứt một đoạn rồi thì cái phần mà tiếp tục chạy nó sẽ chạy cái phần còn lại thì đứng yên đó là cái phần của Fed còn cái phần mà tiếp tục chạy đó chính là phần trăm thất nghiệp sẽ từ từ tăng lên và Fed cũng sẽ không quản lý được đó là dựa theo lịch sử. Really hard to stop. In fact, in 11 out of the 12 times that the unemployment rate increased by a full percentage point within one year, unemployment went on to rise another full percentage point on top of that. Và lịch sử cho thấy được là 11 trong 12 lần đó sau khi mà phần trăm thất nghiệp tăng 1% trên 1 năm đó thì 11 trong 12 lần đó phần trăm thất nghiệp tăng thêm 1% nữa có nghĩa là 2% tổng cộng If that's what happens this time, we'd be looking at at least three and a half million people who would lose their jobs. So, Chair Powell, if you reach your goal and two million people get laid off by the end of this year, and then, just like in 11 out of 12 times that unemployment has risen by a point in a single year, it keeps on rising. And then we've got 2 and a half million people out of work. We've got 3 million people who get laid off. We've got three and a half million people who get laid off. What's your plan? Joseph Powell, tôi muốn hỏi, nếu như mà như mong muốn của ông, từ đến cuối năm chúng ta có 2 triệu người dân Hoa Kỳ bị sa thải, rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục thấy người dân bị sa thải, rồi tới 2 triệu rưỡi người, tới 3 triệu người. Lúc đó thì cái chiến lược của Fed sẽ là gì để mà có thể quản lý phần trăm thất nghiệp? Well, right now the unemployment rate is 3.4%, which is the lowest in 54 years. And we actually don't think that we need to see a sharp or enormous increase in unemployment to get inflation under control. I, I'm looking... <laughs> Bây giờ phần trăm thất nghiệp đối với lại Fed thì rất là thấp, chỉ có 3.4 304% mà thôi. Và Fed nói là cũng không có cần phải đến mức là phải tăng phần trăm thất nghiệp lên nguyên 1% để có thể đạt được cái mong muốn của Fed đẩy lùi lạm phát you call Nhưng mà tôi nhìn vào báo cáo của Fed, ý của Elizabeth nói là Elizabeth muốn tiếp tục nhấn mạnh là đây là con số người dân chứ không phải tính phần trăm Có thể tính phần trăm đó là 1% thì nghe cũng không có nhiều lắm 3.4 phần trăm thân nghiệp lên tới 4% hay 4.4, có đây không nhiều lắm Nhưng mà Elizabeth tiếp tục nhấn mạnh là 1% này đại diện tới 2 triệu người dân Mỹ đây không phải là một con số cao đối với Fed hay sao? Cô bà nói cái kiểu giống như là bây giờ đừng giải thích cho tôi nữa, giải thích với 2 triệu người dân mà sắp sửa bị Fed làm cho thất nghiệp. We're not, again, we're not targeting any of that, but I would say even 4.5% unemployment is, is well better than, than most of the time for the last You know, 75 years. Và Fed nói là cho dù là phần trăm thu nghiệp tăng lên tới 4.5% Thì vẫn là phần trăm nghiệp rất là tốt trong vòng 75 năm vừa qua Nhưng mà để nói tóm lại là ông không có bất cứ một chiến lược nào hết Nếu như mà đến cái số lượng người thất nghiệp đó mà thất nghiệp lại tiếp tục tăng cao Thì Fed cũng không có bất cứ chiến lược nào để quản lý phần trăm thất nghiệp hết you are gambling with people's lives. There... Và ông đang đánh cược với lại cuộc sống của người dân. There's a pile of data showing that price gouging and supply chain kinks in the war in Ukraine are driving up prices. You cling to the idea that there's only one solution, layoff millions of workers. We need... Bà bắt nó về ông Powell là cho dù là có rất nhiều những tài liệu dẫn chứng cho thấy được là phần trăm lạm phát tăng cao có sự liên quan đến chiến tranh của Ukraine, có sự liên quan đến chuỗi cái cung ứng hàng hóa, có sự liên quan đến một số công ty trục lợi tại vì không có gì hàng hóa để bán. Nhưng mà chủ tịch John Powell vẫn cố chấp và vẫn muốn dùng lãi suất để đẩy đưa lạm phát. Mặc dù làm như vậy sẽ khiến cho rất nhiều người dân bị thất nghiệp. We need a Fed that will fight for families. And if you're not going to lead that charge, we need someone at the Fed who will. Và bà ta đã tóm lại là chúng tôi cần một chủ tịch sẽ đứng lên chiến đấu cho người dân của Hoa Kỳ nếu như mà Judith John Powell không phải là người đó thì chúng ta cần một người khác thay thế và đó là cái cuộc trò chuyện giữa hai bên các bạn đây là cái phần mà sôi động nhất trong cái hai tiếng này và còn một cái video clip nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn và cái video clip cuối cùng này đã là liên quan đến stablecoin, liên quan tới crypto và đây là thương nghị sĩ St. Louis một trong những cái thương nghệ sĩ mà chúng ta rất là quen thuộc một trong những người rất ủng hộ crypto Uh, I'm going to switch to stable coins. Uh, you're a member of the president's working group on financial markets. Uh, the working group called for bank-like regulation of stable coins in late 2021. Then, on January 3rd of this year, in a joint staff statement, uh, the Federal Banking Agencies stated that even after the bank's capital, BSA, AML, and risk management, uh, a bank issuing a stable coin. On a quote, open public or decentralized network is highly un, excuse me, highly likely to be inconsistent with safe and sound banking practices. la là một trong những đơn vị được bổ nhiệm bởi Nhà Trắng à, để mà cùng nhau đưa ra một số à, những cái nhận định về tài chính và một trong những phần đó đó chính là liên quan tới stable core độ ổn định. Và Fed là đơn vị mà thôi, đây là một cái sự hợp tác giữa Fed với một số những cái cơ quan quản lý tài chính khác tại Hoa Kỳ. Và ngày 3 tháng 1 của năm nay đó thì trong một cái à, lời phát biểu chung, không phải là một mình Fed, mà biểu chung giữa Fed với một số những cái quan chức khác của một số những cái cơ quan quản lý tài chính ở hoa kỳ thì đã đưa ra một nhận định là cho dù là một ngân hàng tại hoa kỳ à, có đầy đủ ở những cái à, chiến lược quản lý rủi ro có à, những cái chiến lược kyc à, chống rửa tiền vân vân cho dù đạt hết tất cả những cái đó mà một ngân hàng tại hoa kỳ muốn phát hành một đồng ổn định à, dựa theo một cái nền tảng phi tập trung thì có khả năng rất cao là sẽ không hợp quy định Tại sao vậy? Đó là cái câu hỏi của uh, thượng nghị sĩ Cynthia Loomis. I'm going to say that again. Even after a bank's capital BSA AML and risk management, a bank issuing a stablecoin on an open public or decentralized network is highly likely to be inconsistent with safe and sound banking. Tôi lặp lại câu hỏi đó. So, I'm a little confused about where we're heading on stablecoins. Và bà, bà ta nói là điều này làm cho tôi khó hiểu cho nên uh, tôi muốn hỏi does the January 3rd statement mean that the Fed has decided that stable coins on a permissionless distributed ledger have no place in banks? Có phải là cái lời phát biểu ngày 3 tháng 1 là cái nhận định của Fed về những đồng định những stable coin trên những nền tảng phi tập trung là hoàn toàn không có được phát hành bởi những ngân hàng? So I, I think that there are real concerns about permissionless public uh, blockchains and the the reason is that they've been so susceptible to fraud to money laundering and all of those things. So... Thì uh, tự John Power nói là cái lời phát biểu đó chủ yếu nói tới những cái nền tảng phi tập trung thì những nền tảng phi tập trung có những cái rủi ro uh, liên quan tới là rửa tiền liên quan đến những cái sự lừa đảo. Đó là một cái sự lo lắng chung mà thôi. So, I think what you heard from the Federal Banking Agencies in one of their uh, reports was that they were that they would tend to look at those as not consistent with safety and soundness và cái mà chúng tôi nói đến là khi mà nghe cái lời phát biểu đó là chủ yếu à, chỉ giống như là một cái nhận định chung là không phải là không cho phép mà chỉ là có khả năng là một ngân hàng mà phát hành một đồng ổn định trên một nền tảng phi tập trung à, mà không cần bất cứ một ai cho phép như vậy đó thì có khả năng là nó sẽ không có đi cùng với lại cái quan điểm quản lý rủi ro của một ngân hàng And what about uh, properly regulated stable coins? Do you think they could have a place in our banking system? Giờ yeah, tôi muốn hỏi là nếu như mà một cái đồng ổn định đăng ký được quản lý theo quy định ở Hoa Kỳ thì đồng ổn định đó có chỗ đứng trong ngân hàng hay không? I certainly think that it... In a world of appropriate regulation, where the same activity, where stablecoin activity gets the same regulation as comparable products in different uh -huh. places, then then there certainly could be a place for stablecoins in our in among in our financial services sector. Thank you. nói là nếu như mà được quản lý theo quy định giống như là một cái, uh, loại sản phẩm tương tự, À, thì đương nhiên nó sẽ có một chữ đứng trong uh, ngân hàng rồi thì có nghĩa là trong Trumpau không phản đối một cái đồng ổn định tập trung đương nhiên tập trung có đăng ký thì sẽ quy định rồi có nghĩa là cái mà chúng ta dựa nghe đó là chỉ không thích những đồng ổn định phi tập trung mà thôi Ý đồ ổn định mà phát hành bởi những công ty tập trung theo thuận giống như là USDC đây là một cái công ty tập trung tuy là USDC được phát hành ở trên Ethereum nhưng mà các bạn thấy được là USDC, USDT uh, đều được phát hành bởi một công ty mà họ có thể quản lý được, họ có thể là uh, cho danh sách đen một số uh, những cái uh, địa chỉ ví nếu như mà họ nghĩ là có vấn đề họ có thể đóng băng được cho nên đó là những cái uh, đồng ổn định hoàn toàn là không phải việc tập trung của bạn đó là những đồng ổn định tập trung Tại vì được quản lý bởi một công ty Thì uh, Chủ tịch Fed nói là sẽ không phản đối Nếu như mà chúng ta có một độ ổn định theo quy định Và Chủ tịch Trump cũng đã nói là đầu ổn định theo ông ta đó Thì nó giống như là một sản phẩm trong thị trường chứng khoán đó chính là một cái money market một cái quỹ money market các bạn thì ở trong chứng khoán cũng giống như là trong crypto khi mà các bạn trade stock đó thì thường là người ta sẽ không có lấy tiền ra khỏi cái account của họ tại vì mỗi lần mà nạp tiền rút tiền nhiều khi các bạn phải chờ đợi 3 ngày gì đó thì mới có rất rất là lâu cho nên nhiều người sẽ không muốn chờ đợi gì cho nên khi người ta bán đó thì người ta sẽ đổi ra một cái cổ phần của một cái quỹ money market cái quỹ này là một cái quỹ mà giữ giá là một đô la đó giống như stable coin gì đó thì Um, the European Union, UK, Australia, Switzerland, Singapore, and others have all moved over the last few years to create a legislative framework for digital assets. The European Union, in particular, is attempting to be a standard setter again, like it was with its data protection rule. is the United States in danger of being a rule taker not a rule maker when it comes to digital assets? Bà Cynthia nói là nếu như mà nhìn dài năm qua là chúng ta thấy được là có rất là nhiều những đơn vị quản lý tài chính ở nước Anh ở châu Âu đó thì họ đã tích cực hơn, họ đã có nhiều cái động thái hơn để đưa ra những cái quy định liên quan tới tiền crypto. Thì nếu như mà chúng ta thấy những cái luật liên quan tới là quản lý Thông tin cá nhân trên mạng thì châu Âu đã đi trước Hoa Kỳ. Đợt này đó thì châu Âu cũng muốn đi trước Hoa Kỳ mà có cái khuôn khổ pháp lý liên quan đến crypto. Thì Hoa Kỳ có rủi ro bị tục hậu. Hoa Kỳ có rủi ro là trở thành một quốc gia mà bây giờ phải đi theo một cái luật đã được định bởi quốc gia khác hay không? I do think it would be important for us to have a workable legal framework around, around digital activities. I think that's, that is important and uh, something Congress in principle uh, needs to do because we can't really do that. Yeah, thank you. John Powell nói là ông ta nghĩ nó rất là quan trọng uh, để Hoa Kỳ có thể đưa ra một cái khuôn khổ pháp lý. Uh, nếu như uh, không thì đương nhiên khả năng là bị tục hậu là sẽ có và nếu như muốn có một khuôn pháp lý đó thì cho John Powell nói là phải đến từ quốc hội Hoa Kỳ chứ còn uh, Fed đâu thể nào mà ra luật được Fed là một đơn vị mà uh, quản lý chiến lược tiền tệ và lãi suất mà thôi. Senator Gillibrand and I agree with you. Uh, one area we've already seen um, is in the Basel Committee on Bank Supervision. Uh, they propose prudential treatment for crypto assets framework, setting forth banks' capital standards for digital assets. The Basel Committee's framework does not impose a capital charge for digital asset custody, whereas the SEC's Staff Accounting Bulletin 121 imposes a prohibitive capital charge through the back door and places consumers at risk in bankruptcy similarly uh, the basel committee framework allows banks to issue or hold digital assets on their balance sheet if the requisite capital is set aside so back to january 3rd 23 the fed and other bank regulators have said that it is forbidden for a U.S. bank to conduct these activities no matter the capital. So my question is, what does the rest of the world know about digital asset regulation that we do not, that the Fed does not? Bà Sinton Lomas đưa ra một số những cái ví dụ à, Đúng là Fed nói thì nghe hay gì vậy Nhưng mà thật ra những cái động thái của những cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ Thì không cho thấy là Hoa Kỳ À, muốn đi trước hay là muốn à, cùng nhau đưa ra một cái khuôn pháp lý chi tiết hơn là ở châu Âu đó thì họ đã có những cái ý định là sẽ áp dụng những cái quy định của Basel ba Basel ba là những cái quy định liên quan tới quản lý ngân hàng ở châu Âu, ngân hàng họ hoạt động như thế nào, họ cần phải có bao nhiêu tiền mặt, cần phải có bao nhiêu à, tài sản, có thể cho vay bao nhiêu vân vân những cái quy định đó thì nếu như mà một ngân hàng mà theo quy định à, của châu Âu Basel ba và họ có một cái số tiền để riêng ra À, để quản lý rủi ro thì họ có thể là lưu trữ và có thể cung cấp tình dụng crypto đó là những gì mà châu đang hiến tới hiện bây giờ nhưng mà ngược lại đó thì SEC lại không nghĩ như vậy SEC đó thì lại đưa ra cái nhận định là cho dù một ngân hàng tại Hoa Kỳ có đi theo quy định chuẩn của quốc tế à, về quản lý rủi ro thì cũng không cho phép À, đụng đến crypto, đó là suy nghĩ của SEC thì rõ ràng là không có đồng lòng với lại uh, thế giới rồi. Tại sao vậy? Tóm lại đó là cái uh, nhận định so đến từ uh, Stephen uh, Loomis. Uh, thì chú John Powell cũng không muốn trả lời nói đây là cái nhận định đến từ SEC. Uh, đây là cái buổi đưa trần của Fed thì uh, Fed cũng không có tiền để mà bình luận về những cái ý kiến của SCC the, 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 issue is, and, and, what concerns me, is that the Fed and other federal banking agencies are not following international norms on digital asset regulation. That's just my comment. Um, thank you, Chairman Powell, for being here. Thì cuối cùng nhận định của Sintomas chỉ muốn nói ra là SEC và những cái cơ quan như vậy đó thật ra à, họ không có đi theo cái suy nghĩ chung của thế giới về crypto như thế nào họ đang đi ngược lại rất là nhiều với những cái suy nghĩ đó đó là nhận định đến từ sintel ý bà ta muốn nêu ra rõ ràng ở đây đó là khi mà chúng ta nghe những lời phát biểu đến từ những cơ quan quản lý như là sec hay là cftc đó thì người dân hoa kỳ thường nghĩ đây là cái tiêu chuẩn chung và là đại diện cho nhiều quốc gia nhưng mà thực chất thì không phải như vậy thực chất là SEC và những đơn vị như là SEC đó thì đi ngược lại với lại cái suy nghĩ của đức chủ quý gia khác để cho những người mà xem cái buổi trưa ngày hôm nay hiểu hơn và điều thân cảm rất là thú vị trong ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều đoạn nói về crypto các bạn mà trong khi hôm nay buổi điều trần thì phần lớn mọi người sẽ quan tâm đến là lãi suất sẽ như thế nào mà chúng ta hay được là có rất nhiều đoạn nói về crypto cho thấy được cái sự quan tâm của những nghị sĩ của những nhà lập pháp liên quan crypto đã đang cao cỡ nào? thì tại sao gì? Tại vì crypto là tương lai để các bạn họ điều hiểu thị trường này sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn. cho nên họ cần phải có một sự quan tâm và có một cái sự quản lý rõ ràng. và đối với thuận chúng ta chỉ cần có lực rõ ràng mà thôi. À mà chúng ta bây giờ vẫn chưa có sau bao nhiêu năm tại Hoa Kỳ các bạn chúng ta có thể thấy được là cái sự quan tâm cho dù bây giờ rất cao thậm chí chúng ta thấy được là nhà trắng cũng rất là quan tâm đến sự kiện liên quan tới Silvergate cái người mà phát ngôn viên của nhà trắng White House cũng đã nói là tổng thống Joe Biden thì biết về chuyện Silvergate và cũng đang quan sát cho thấy được là ở bên nhà trắng họ cũng rất là quan tâm đến thị trường này nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có bất cứ một đột nào rõ ràng hết về điều này rất là khác với là một số những quốc gia như là chúng ta nói tới Hồng Kông chúng ta nói tới Dubai chúng ta nói tới một số những cái quốc gia như là Brazil, như là El Salvador và thậm chí chúng ta cũng thấy được là ngày hôm qua có thông tin đến từ Thái Lan các bạn, à, thì ở Thái Lan đó họ cũng đã đưa ra một cái à, luật mới là họ sẽ miễn thứ nhất đó là cái thuế thu nhập của công ty, thứ hai đây là cái thuế VAT liên quan đến những cái công ty mà phát hành những cái token À, và cái thuế VAT là cái thuế cộng thêm nữa các bạn và điều này đó nhằm làm gì? điều này nhằm thu hút thêm những công ty à, đến Thái Lan để mà hoạt động và họ cũng khuyến khích những công ty ở Thái Lan để có thể là kêu gọi vốn bằng cách là tung ra một token mới thay vì là đi theo kiểu truyền thống là phải lên sàn chứng khoán và họ nghĩ là những cái công ty này đó có thể là trong vòng 2 năm có thể kêu gọi được tới 3.7 tỷ đô la vốn và cái thuế họ mất đó là một triệu đô la thì tại sao mà họ lại miễn thuế như vậy tại vì họ nghĩ là cái lợi ích sẽ cao hơn nhiều khi mà họ miễn thuế như vậy đó, thì Thái Lan sẽ trở thành một cái nơi sôi động hơn, những công ty sẽ đến Thái Lan để phát hành token dùng đó làm vốn để kinh doanh thì họ có thể là mướn người và họ có thể là đóng thuế thu nhập khác cho những mặt hàng của họ dẫn đến là Thái Lan sẽ có thu thuế cao hơn, có nghĩa là họ bỏ một phần thì lấy ra một phần lớn hơn các bạn và Thái Lan cũng đã nhiều cái sự thay đổi rồi các bạn chúng ta thấy Thái Lan cũng là một trong những quốc gia mà trước đây đó không có cái thích thú liên quan đến crypto thậm chí có những cái luật rất là khiến cho nhiều người bực mình nhưng mà gần đây đó thì cũng đã có nhiều cái tiến triển giống như là đã giải thích rõ ràng hơn là thuế crypto như thế nào Và thậm chí cũng giảm thuế cho những người nào mà đầu tư crypto như Thường vừa chia sẻ với các bạn Nhưng mà ở Thái Lan đó, thì ngân hàng Trung ương Thái Lan và các cơ quan quản lý khác Họ vẫn cấm sử dụng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán Cho rằng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của đất nước và nền kinh tế Nhưng mà phát hành token hay là trade thì vẫn được chỉ không được dùng để mà thay thế tiền pháp định của Thái Lan mà thôi điều này cũng là điều mà rất nhiều những nhà đầu tư mong muốn các bạn à, họ muốn có một được rõ ràng nếu như một quốc gia nào đó giả sử như là Hoa Kỳ muốn thu thêm thuế thì cứ đưa ra những cái luật là phải tăng thuế lên thì những người nào mà dịch tiền điện tử hay là muốn có thêm cái việc làm thì có thể đưa ra những chiến lược giảm thuế như là Thái Lan hay là muốn à, bắt buộc những cái công ty crypto tổ phải đăng ký với một cơ quan nào đó thì có thể đưa ra những cái luật rõ ràng hơn giống như là Hồng Kông muốn làm à, và nếu như mà không muốn à, dùng crypto cho một số những cái phương tiện thanh toán thì có thể là đưa ra luật là không cho phép. Miễn là có luật rõ ràng thì người dân sẽ có cái à, sự bảo vệ tốt hơn và họ sẽ an tâm hơn khi mà tham gia vào thị trường này. Cái mà chúng ta thấy ở Hoa Kỳ thì bây giờ đó là không có luật rõ ràng khiến cho người dân không có được bảo vệ à, như là nhiều người mong muốn khi mà luật càng không rõ ràng càng phức tạp thì người dân càng à, sẽ bị sự tổn thương lớn khi mà có một cái sự kiện xảy ra như là FTX, như là Voyager, như là Celsius. Cho nên việc mà những cái đơn vị cứ tranh đua nhau để giành quyền quản lý mà không có nghĩ đến cái hậu quả là một điều mà hoàn toàn không có tốt hiện tại. Chúng ta muốn có luật và luật chỉ có thể được đưa ra từ quốc hội mà thôi. Mà quốc hội bây giờ thì vẫn chưa có luật và chúng ta cũng có một cái cập nhật nhỏ liên quan đến Silvergate tình hình của ngân hàng Silvergate ra sao thì thông tin mới nhất cho thấy được là ngân hàng Silvergate uh, đang uh, đàm phán với lại FDIC các bạn đây là cái uh, hiểu đơn giản là cơ quan cung cấp dịch vụ bảo hiểm ngân hàng của Hoa Kỳ uh, để cho đưa ra những chiến lược hỗ trợ Silvergate để họ uh, không có bị phá sản chúng ta bây giờ vẫn chưa biết được kết quả sẽ ra sao nhưng mà khi có thêm thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn đây là một trong những ngân hàng liên quan đến crypto mà gần đây chúng chúng ta nói tới rất là nhiều và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh cost.tv các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là CoinEx, OKX, Bybit hay là Binance, một số những người dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.